Nếu anh em đang có nhu cầu thử vận may nhận ngay nick VIP, ok, hãy đến với shop misu.com, shop tag duy nhất và chính thức của mình. Giá cả học sinh nhưng chất lượng lên đến tận phụ huynh nữa nhá. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thử thách anh em. Đó chính là chúng ta sẽ dùng cái súng móc kéo này, chúng ta bắn vào cái UAV xem chúng ta có lên được cái UAV không nhá anh em. Đấy, ở trong cái chế độ mới ngày hôm nay, đó chính là cái chế độ xây và trượt nhá anh em. Ok, và mình cũng sẽ chỉ cho anh em cái kho báu ngày hôm nay nhá. Đấy, anh em nhìn cái bản đồ như thế này thì mình chắc chắn 100% anh em là anh em không nhận ra nó ở chỗ đâu đúng không? Ok, và sau đây thì mình sẽ chỉ cho anh em cái khu vực chúng ta sẽ xuất hiện kho báu ngày hôm nay nhá. Đấy, mình nhìn phải nhìn mãi luôn đấy anh em, mình mới nhìn ra được cái khu vực chúng ta xuất hiện kho báu ngày hôm nay nhá. Ok, và đây là cái khu vực chúng ta xuất hiện kho báu ngày hôm nay nhá. Đó chính là khu vực nhà máy điện nha anh em. Đấy, chúng ta sẽ tới đây và chúng ta đào kho báu thôi anh em. Ok, và nếu mà anh em chúng ta nhìn cái bản đồ ấy thì mình chắc chắn 100% anh em luôn là anh em không hề chúng ta nhìn thấy cái khu vực xuất hiện kho báu ở chỗ đâu đúng không? Ok, hôm nay cái bản đồ ấy nó vẻ kiểu gì ấy, mình nhìn mãi mới ra cái khu vực nhà máy điện ấy anh em. Đấy, nên là anh em nếu mà chúng ta đào kho báu ấy, chúng ta cứ tới đây và chúng ta đào nhá. Ok, sao mà cái mũi tên cứ chỉ sang trái rồi sang phải này anh em. Ok, vậy là mình đã nhặt được cái kho báu ngày hôm nay rồi. Và bạn nào mà chúng ta chưa đào kho báu ấy thì chúng ta sẽ tới đây và chúng ta đào anh em. Nếu mà anh em nhìn bản đồ ấy thì chúng ta sẽ không thấy cái khu vực chúng ta tới luôn. Ok, anh em cứ tới đây để chúng ta đào nhá. Ok, đấy, nên là anh em nào đang xem thì cũng đừng quên này, nhấn cho mình một like, một đăng ký kênh và bật nút chuông bên cạnh giúp cho mình nhá. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với cái thử thách ngày hôm nay, đó chính là chúng ta bắn cái súng móc kéo vào cái UAV nhá anh em. Đấy, ở đây thì mình cũng đã lút đồ hết rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái khu vực UAV nhá anh em. Và anh em đang xem chúng ta có tò mò không? Nếu mà chúng ta bắn súng móc kéo ấy vào cái UAV, nếu mà nó lên được thì hay đúng không anh em? Đấy, nên là bây giờ mình sẽ chạy lại UAV luôn nhá. UAV thì hình như nó đang ở trong cái khu vực trừ giáp này anh em. Nhưng mà thôi mình cứ vào luôn nhá. À đây rồi, cái UAV đây rồi nhá anh em. Đấy, mình sẽ dùng thử cái súng móc kéo nhá. Hình như là chúng ta không dùng được anh em, chúng ta không bắn được vào cái UAV nhá. Đấy, nếu mà bắn được vào thì nó hay anh em nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ không bắn được cái UAV nhá. Mình sẽ chạy thử lên đây xem nhá anh em. Đấy, mình sẽ thử lên đây nhá. Hoa, nó có cái dấu X anh em ơi, chúng ta không bắn được vào UAV nhá. Đấy, nó sẽ có một cái dấu X như thế này nhá. Không thể bắn được vào luôn anh em. Và mình có một cái súng phóng lựu đấy anh em, để mình thử phóng xem chúng ta có phóng được vào UAV không nhá. Bình thường nếu mà chúng ta lấy súng bắn ấy thì chúng ta bắn được nha anh em. Đây đây. Ơ, mình ngắm trúng rồi nó lại di chuyển kìa anh em. Đen thế nhở. À, hình như là chúng ta bắn vào thì nó cũng không trúng đâu anh em. Đấy, ở đây thì lúc nãy mình vừa mình ngắm trúng thôi, nó lại di chuyển luôn rồi. Đấy, khá là đen. Nhưng mà cái phát sau ấy, mình bắn trúng cái UAV rồi, nhưng mà nó bay xuyên qua anh em. Đấy, vậy là nếu mà chúng ta dùng cái súng phóng lựu này thì chúng ta cũng không bắn được nha anh em. Ok. Và nếu mà anh em chúng ta dùng cái súng móc kéo ấy, chúng ta bắn vào cái UAV thì chúng ta cũng không bắn được đâu nha. Nó sẽ có một cái dấu X anh em. Rồi, ok. Vậy là mình đã hướng dẫn anh em chúng ta đào kho báu ngày hôm nay này, và làm một cái thử thách mà rất nhiều anh em chúng ta yêu cầu với mình rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với một số những cái sự kiện mới ngày hôm nay nhá. Nói chung là hôm nay thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái sự kiện mới cho anh em. Chúng ta sẽ cày cuốc này và chúng ta nhận quà nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ truy cập vào cái mục sự kiện nhá anh em. Đấy, đầu tiên thì chúng ta có chơi đủ phút là nhận súng này. Ở đây thì chúng ta sẽ có skin súng AK tử ghi lần nhá anh em. Đấy, nếu mà anh em chúng ta chơi 60 phút này thì chúng ta sẽ có một cái tổng thời gian thử ấy là 7 ngày nhá. Đấy, 7 ngày cho anh em chơi cái skin súng này, mình thấy cũng rất là phê đấy anh em. Đấy, ok. Và tiếp theo thì chúng ta có đồ ngon cực chất này, vòng quay đen đi nhá anh em. Ok. Và trong cái video trước ấy, mình cũng cho anh em xem một cái trailer về khẩu skin súng UMB đấy anh em. Đấy, nhưng mà nó ra mắt cực kỳ nhanh luôn. Mình cứ tưởng là trong phiên bản OB19 anh em thì nó mới ra mắt nhá, nhưng mà thì nó vào cái vòng quay vũ khí thì đúng thôi, vì skin súng này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, ok. Vậy là trong video này mình đã hướng dẫn anh em chúng ta tìm cái kho báu ngày hôm nay này. Kho báu ngày hôm nay thì chúng ta nếu mà nhìn bản đồ ấy thì cực kỳ khó để anh em tìm luôn. Ok, vậy là chắc có lẽ video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Anh em xem thì nhớ like, đăng ký kênh và bật nút chuông bên cạnh giúp cho mình nha. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video này tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn nha. Ok, và bye bye.